Sáng 8 tháng 10 năm 2022, từ khóa Thanh Bùi đã tăng vọt theo chiều thẳng đứng trên Google Trends, đạt đến 100.000 lượt truy vấn. Cùng với đó, các từ khóa liên quan như Trương Huệ Vân, vợ Thanh Bùi, nhà vợ Thanh Bùi cũng liên tục được dân mạng tìm kiếm với tốc độ chóng mặt. Cũng theo thống kê của Google Trends, 5 khu vực tìm kiếm mạnh nhất các thông tin kèm từ khóa bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu và Quảng Ninh. Thanh Bùi tên thật là Bùi Vũ Thanh, là ca sĩ người Úc gốc Việt Nam. Anh từng gây chú ý khi tham gia cuộc thi Thần tượng âm nhạc Úc năm 2008. Thanh Bùi từng gây ấn tượng với loạt ca khúc như Lặng thầm một tình yêu, Tình về nơi đâu. Năm 2013, anh đảm nhận vai trò huấn luyện viên game show Giọng hát Việt nhí cùng với các nghệ sĩ hiện thuộc Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang. Cũng trong năm 2013, Thanh Bùi đã kết hôn với doanh nhân Trương Huệ Vân, sinh năm 1988, là thành viên gia tộc Trương Mỹ Lan. Kể từ khi lập gia đình, nam ca sĩ ít khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.